và các bạn đang theo dõi điểm tin của truyền hình Đời sống Pháp luật. Ngày hôm nay có những tin tức gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đề xuất gói 26,3 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em mồ côi, người già neo đơn vì Covid-19. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi Ban Nhân dân thành phố về đề xuất định mức trợ giúp xã hội bằng nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ cho người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 để trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua. Theo tờ trình, áp dụng cho người cao tuổi neo đơn, trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 đang thực tế cư trú tại địa phương có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo luật cư trú. Ngoài đúng tiêu chí hưởng của chính sách trợ cấp xã hội theo quy định thì được đề xuất hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh. Hai nhóm đối tượng này được đề xuất cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, cấp thẻ miễn phí khi đi lại bằng phương tiện công cộng, vé vào cửa các khu vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các dịch vụ tốn phí khác, cấp tài khoản thẻ ngân hàng, thẻ ATM. Với mức hỗ trợ đối với người cao tuổi neo đơn có con, người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng tử vong do Covid-19 được chia làm 4 trường hợp. Trường hợp người cao tuổi neo đơn từ 60 tuổi trở lên, không có khả năng tự phục vụ, thuộc hộ nghèo được đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng một người trên một tháng đến cuối đời. Trường hợp người cao tuổi neo đơn từ 80 tuổi trở lên, có khả năng tự phục vụ, thuộc hộ nghèo, đề xuất hỗ trợ 800.000 đồng một người trên một tháng đến cuối đời. Trường hợp người cao tuổi neo đơn từ 60 đến 80 tuổi trở lên, có khả năng tự phục vụ, thuộc hộ nghèo, được đề xuất hỗ trợ 650.000 đồng một người trên một tháng đến cuối đời. Trường hợp người cao tuổi neo đơn từ 60 đến 80 tuổi trở lên, có khả năng tự phục vụ, đề xuất hỗ trợ 480.000 đồng một người trên một tháng đến cuối đời. Đối với đối tượng trẻ em mồ côi không còn cha mẹ, gồm trẻ mồ côi cả cha và mẹ, trẻ đã mồ côi một phía trước đó, hai người còn lại tử vong do Covid-19, trẻ đã mồ côi cả cha mẹ hoặc cha mẹ bị bỏ rơi nên từ nhỏ sống với ông bà, người nuôi dưỡng nhưng nay ông bà, người nuôi dưỡng tử vong do Covid-19, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ trẻ dưới 4 tuổi, mức 1 triệu đồng một em trên một tháng đến năm 18 tuổi, trẻ trên 4 tuổi, mức 800.000 đồng một em một tháng đến 18 tuổi. Đối với trẻ em mồ côi hoặc có cha hoặc mẹ tử vong, người còn lại bị bệnh nan y, ung thư, bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 800.000 đồng một em một tháng đến năm 18 tuổi. Đối với trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại là công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, sống ở khu nhà trọ, xóm trọ có mức thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức cận nghèo, đề xuất hỗ trợ 480.000 đồng một em trên một tháng đến năm 18 tuổi. Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, không để vaccine COVID-19 tồn kho. Chiều 17 tháng 11, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để kiểm điểm tiến độ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Qua trao đổi thông tin về số liệu vaccine phân bổ cũng như tiến độ tiêm chủng và số liệu vaccine còn lại của các địa phương, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, vaccine về tới đâu là Bộ Y tế phân bổ ngay tới đó. Vì vậy, các tỉnh thành cũng cần thực hiện nghiêm vaccine về đến đâu phải tiêm đến đó. Để đảm bảo các đối tượng trên 18 tuổi được bao phủ mũi 1, lưu ý tiêm ưu tiên các đối tượng từ 50 tuổi trở lên. Về tiêm trả mũi 2, các địa phương phải thực hiện theo các hướng dẫn khung chuyên môn của Bộ Y tế và căn cứ vào độ bao phủ vaccine của địa phương cũng như lượng vaccine được phân bổ. Mỹ khẳng định không đối thoại chính thức về kiểm soát vũ khí với Trung Quốc. Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng ngày 17 tháng 11 cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ hướng tới các cuộc đối thoại về kiểm soát vũ khí nhưng không phải đối thoại chính thức, hãng Reuters đưa tin. Động thái trên nhằm giảm cấp về mức độ liên lạc giữa hai bên. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan hôm 16 tháng 11 cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp thượng đỉnh mới đây đã nhất trí về tìm cách bắt đầu tiến hành các cuộc thảo luận về ổn định chiến lược. Mỹ đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc thúc đẩy năng lực hạt nhân và tên lửa. Sau phát ngôn của ông Sullivan, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng hôm 17 tháng 11 đã ra tuyên bố phản đối việc nói quá tình trạng đối thoại với Trung Quốc. Hội đồng nhấn mạnh về việc thảo luận về ổn định chiến lược với Trung Quốc không ở cùng cấp độ như thảo luận giữa Mỹ và Nga trong nhiều thập niên qua.